Ăn bánh pía có mập không? Một cái bánh pía bao nhiêu calo? Đây là thắc mắc của nhiều người yêu thích món bánh thơm ngon đặc sắc này. Cùng tham khảo ngay nhé! Bánh pía là gì? Bánh pía là một đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, do người Hoa di cư vào miền Nam và sáng tạo ra món bánh này. Hương vị bánh pía truyền thống được làm nên từ bột mì, sầu riêng và lòng đỏ trứng. Có nơi còn gọi bánh pía là bánh pía. Bánh lột da. Sự lựa chọn món quà trong dịp Tết cũng không hề khó khăn hơn nữa. Bánh pía ngọt ngào hương vị chính là sự lựa chọn thông minh quá chính xác của bạn. Bên cạnh đó mang ý nghĩa sâu sắc chiếc bánh pía của đoàn viên sự hòa hợp sung túc cùng gia đình hòa thuận trang hòa, hạnh phúc. Vạn sự như ý, hộp bánh pía sang trọng, đẹp mắt với đủ các hương vị sẽ làm hài lòng những người thân yêu của bạn. Một cái bánh pía bao nhiêu calo? Để trả lời thắc mắc ăn bánh pía có mập không? Chúng ta sẽ phân tích về thành phần calorie trong một chiếc bánh pía. Đây là vấn đề đang được chị em quan tâm. Theo các nhà khoa học, trung bình một cái bánh pía chứa 400 calorie, cung cấp đến 1/5 lượng calo cần thiết trong một ngày. Thông thường một ngày cơ thể cần cung cấp 2000 calo, trong khi một cái bánh pía đã cung cấp 400 calo, qua đó khiến cơ thể bạn tăng cân nhanh chóng. Ăn bánh pía có mập không? Với các thông tin trên đây, chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc về lượng calorie trong bánh pía. Và với lượng calo như thế thì khi sử dụng thường xuyên chắc chắn sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Ăn bánh pía có mập không? Xin trả lời là có, nếu ăn thường xuyên vào buổi tối. Đây là đại kỵ của chị em đang muốn giảm cân. Do lượng đường trong bánh pía gấp đến vài lần so với một số bánh ngọt khác. Đồng thời trong một chiếc bánh pía là vô vàn thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột và chất béo, chẳng hạn lòng đỏ trứng, sầu riêng, hạt sen, đậu xanh. Chỉ cần hấp thụ một chiếc bánh pía là tương đương với bạn ăn các thực phẩm khác số lượng lớn như 2 phần cơm, 1 tô hủ tiếu, 2 phần kem, 3 miếng bánh pizza. Hàm lượng calo cung cấp cho cơ thể rất nhiều nên cần tính toán kỹ càng trong mỗi lần ăn. Ăn bánh pía làm sao để không mập? Một cái bánh pía bao nhiêu calo? 400 calo cho chiếc bánh 100g tương đương 1-2 giờ chạy bộ thì mới có thể đốt cháy hết lượng calorie đó. Nhưng với người đam mê sầu riêng đồ ngọt thì việc cắt giảm hoặc không ăn bánh nữa là rất khó khăn. Để vẫn có thể ăn bánh pía mà không nạp quá nhiều calo thì có thể chia nhỏ chiếc bánh pía và tính lượng calo nạp cho người. Như thế thì không cần lo về việc tăng cân do ăn bánh pía. Bạn có thể áp dụng các cách dưới đây sau khi đã tìm hiểu ăn bánh pía có mập không. Đối với người ít vận động như là các nhân viên văn phòng thì mỗi người chỉ nên ăn 1/4 chiếc bánh pía, tương đương 150-200 calorie. Người lao động nhẹ thì có thể ăn 1/2 chiếc bánh 150g, tương đương 250-300 calo. Còn với người thường xuyên lao động mạnh, nhiều hay có đủ kiên nhẫn tập thể dục để loại bỏ lượng calorie thừa hàng ngày thì có thể ăn cả bánh. Nếu muốn ăn bánh pía mà không cần lo lắng việc ăn bánh pía mà không cần lo lắng về cân nắng thì có thể kết hợp tập luyện thể dục thể thao để tiêu hao lượng calo. Một gợi ý thêm, nếu bạn tặng quà vào Trung thu này nên lựa chọn dụ dừa, cũng là một trong những món quà ý nghĩa cho danh sách quà tặng của chính bạn. Từ ngàn xưa chúng ta vẫn thường thấy vào dịp Tết cổ truyền người ta hay tặng nhau những chai dụ làm quà. Vì thế ngày Tết Trung thu tặng dụ dừa với ý nghĩa muốn cầu chúc may mắn, thuận lợi đến người yêu thương là một trong những sáng kiến vô cùng độc đáo. Rót những ly dụ dừa nồng ấm cùng nâng ly trong một mâm cổ đoàn viên, cầu chúc gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ, thuận hòa, gặp nhiều may mắn, tình cảm tăng thêm thân thiết thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Món quà vào dịp Trung thu luôn là mối quan tâm cần thiết để trao tặng những gì quý giá nhất cho người thân. Món quà bạn trao tặng thể hiện qua mặt tình cảm, sự trân trọng, tấm lòng của bạn đối với người nhận. Chính vì vậy mà chính bạn không thể chọn qua loa mua đại khái để làm quà được. Nhất thiết phải cần lựa chọn cẩn thận những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn để thể hiện thành ý của mình. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.